Làm gì? Đây rồi. Lít. Chọc. Bà thích chúng ta. Sức đến đi. Hello, các bạn đang tìm cho mình một chiếc tai nghe vừa nghe nhạc hay, vừa đồng thời ổn định, lại còn có chế độ gaming và giá vô cùng rẻ, chỉ với 5 bát phở thôi là các bạn đã sở hữu ngay một chiếc tai nghe xịn sò này. Chiếc tai nghe QC T16 sẽ là một sự lựa chọn cho bạn. Và đây là nhân vật chính. Và cũng giống như những chiếc dòng tai nghe khác thì cũng có một chiếc hộp rất là xịn sò thế này các bạn, và những sản phẩm đi kèm bên trong. Bây giờ mình sẽ mở ra xem nha. Rồi, nhà sản xuất lúc nào cũng rất là chi tiết các bạn, luôn tặng kèm cho người dùng những chiếc nấm như thế này để các bạn thay khi mà mình nghe vô tai của mình cảm giác như không phù hợp đó. Thì tai của mỗi người, có người ống tai to, ống tai nhỏ, thì chúng ta thay vào để nghe cho nó phù hợp hơn, để mình giảm bớt cái sự đau tai khi mà nghe thời gian dài các bạn nhé. Và đây đi kèm là một cái cáp sạc nữa các bạn, để chúng ta sạc chiếc cáp tai nghe của mình. Đây là nhân vật chính đây các bạn, một chiếc tai nghe QC T16. Hình dạng bên ngoài các bạn thấy giống cái gì ạ? Giống quả trứng không? Thì còn mình thấy thì giống cái hòn đá cuội hơn các bạn. Cầm nắm thì rất là dễ dàng. Và bên ngoài các bạn thấy là với một lớp sơn mờ màu trắng thế này thì nó không có bám vân tay như những cái chiếc dòng tai nghe khác. Lớp sơn bóng thì rất là dễ dám bám vân tay. Và với thiết kế nhỏ gọn như thế này thì các bạn có dễ dàng bỏ vào túi áo nè, bỏ vào túi quần, hoặc là bỏ vào cái giỏ sách của mình, mang đi mọi lúc mọi nơi luôn nha. Rồi, khi mà công minh mở cái chiếc tai nghe này ra đó thì công minh thấy là nó dễ dàng hơn so với những chiếc tai nghe của Visa đợt trước các bạn. Cảm giác như nó nhẹ hơn, và khi nó đóng lại á, rất dứt khoát các bạn. Các bạn có nghe tiếng không ạ? Cạch. Đóng lại rất là dứt khoát luôn, rất là chắc chắn. Và bên trong đây là có hai chiếc tai nghe. Rồi các bạn thấy mà, khi mà công minh úp ngược chiếc cái cáp sạc xuống thì hai cái tai nghe bên trong cũng không rơi ra, vì nó có 500 từ tử bên trong hít lại rất là chắc chắn thế này, lay luôn các bạn. Rồi, đây hai chiếc tai nghe bên trong. Với dòng tai nghe indie thế này thì các bạn thoải mái là mình nghe nhạc một cách chân thật nhất các bạn. Mình đeo vào tai thì có thể là chạy xe nè, đi ngoài đường, hoặc là chơi thể thao, vận động nhẹ thì khỏi sợ bị rớt các bạn nha, vì nó hít rất là chắc tai. Đây, công minh thử gắn vào tai xem nè. Đối với những bạn mà thích những dòng tai nghe indie thế này thì cũng rất là thời trang các bạn, vừa khít và nó vừa nhỏ gọn, nó che giấu đi những cái khi mình va chạm vào nó cũng khó, khi mà chuyển bài hát cũng như là trả lời cuộc gọi đó, mình vô tình mình chạm nó cũng rất khó chạm nữa các bạn nha, vì nó nằm sát vô tai của mình. Rồi, với chiếc tai nghe QC T16 này thì kết nối Bluetooth 5.2 để cho các bạn một kết nối nhanh và ổn định nhất, giảm độ trễ. Đây các bạn hiển thị rõ đây tên của QC T16 luôn, và chúng ta kết nối vào rất là nhanh thôi các bạn. Rồi, như vậy là đã kết nối được với chiếc tai nghe rồi đấy các bạn ạ. Và khi mà kết nối với chiếc tai nghe thì ở đây có hiển thị phần trăm pin của chiếc tai nghe luôn. Rồi, ở đây các bạn có thấy là hiển thị phần trăm pin của chiếc tai nghe hiện tại là mức 100% pin. Với chiếc tai nghe QCT 16 này, chỉ với một lần sạc thôi là xài được tới 5.5 giờ. Nếu như mà các bạn để ở trong cáp sạc như thế này, vừa xài vừa sạc như thế này thì có thể là lên đến 6 giờ các bạn nhé. Ngoài ra, chiếc tai nghe QCT 16 này còn có tính năng hỗ trợ sạc nhanh nữa, thì các bạn chỉ sạc trong vòng 15 phút thôi là các bạn có thể xài được 1 tiếng đồng hồ. Khi mà chúng ta cần gấp chiếc tai nghe này, khi mà hết pin chỉ cần sạc 15 phút đồng hồ và xài được 1 tiếng. Và bây giờ, với chiếc tai nghe với nhiều công nghệ hiện đại và kết nối Bluetooth 5.2 như thế này thì mình nghe nhạc chắc âm như thế nào? Và công minh bây giờ sẽ thử nghe những cái bài nhạc khác nhau, và công minh sẽ chia sẻ cảm nhận thật sự của mình cho các bạn biết luôn nha. Rồi, dòng nhạc đầu tiên mà công minh thử nghiệm cho chiếc tai nghe này đó là dòng nhạc IDM. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Với chiếc tai nghe này, khi mà mình nghe cái nhạc IDM đó thì nghe cái bass của nó rất là lớn, và mình nghe rất là trầm và ấm các bạn. Cảm giác như những cái dòng tai nghe indie này nó khích vào tai của mình. Khi mà mình nghe những bài nhạc IDM với công suất lớn thì mình nghe cảm giác rất là thoải mái. Và công minh tin chắc rằng khi mà các bạn stress đó, các bạn sẽ nghe những cái âm thanh này cùng chiếc tai nghe này thì thật sự là hiệu quả luôn khi mà bạn xả stress nha. Bây giờ mình sẽ thử nghe với một cái dòng nhạc Bolero thử xem chiếc tai nghe này có thật sự là cho mình cái cảm giác im hơn những tai nghe trước không nha. Wow, khi mà mình nghe cái nhạc Bolero thì cũng nghe rất là hay các bạn, nghe rất là cái chiếc tai nghe này mình cảm giác như là chất âm của nó là chất âm ấm đấy các bạn. Thì mình nghe những cái bài nhạc nhẹ nhàng cũng rất là hay,
vì nó được trang bị cổ tách âm thanh mới nhất. Hiện nay khi mình nghe những cái bài nhạc này thì nó điều chỉnh theo cái âm thanh nguồn đó các bạn, thì nghe cũng rất là im. Và rồi, các bạn đang thắc mắc với chiếc tai nghe giá chỉ 650.000 thôi thì chế độ gaming và chơi game sẽ như thế nào nhé. Và bây giờ công Minh sẽ thử chơi game xem cái độ trễ của chiếc tai nghe này có thật sự là nhiều không, và khi chơi game thì cái âm thanh của nó có thật sự là sống động không các bạn nha. Làm gì? Đây rồi. Bullet. Chọc. Bà chết chú ta. Sướp game đi. Không được. Low. Low. Yes. Và rồi, công Minh vừa trải nghiệm chế độ gaming của chiếc tai nghe này, rất là thú vị các bạn, không có độ trễ luôn, hầu như là không có độ trễ luôn. Khi mà mình tham gia, mình chơi những cái game trong điện thoại của mình á, thì cảm giác rất là hứng thú khi mà nghe những chiếc tai nghe như thế này. Chơi thì nó hứng thú hơn các bạn, nó vui hơn và nó nhiệt huyết hơn trong cách mình chơi game nữa. Và bây giờ công Minh sẽ thử đàm thoại xem để nghe rõ ràng không các bạn nha. Và đây, công Minh đã nhận được một cuộc gọi, và các bạn chỉ cần nhấn vào chiếc tai nghe hai cái thôi nhé. Rồi, alo. Rồi, nghe rất rõ. Anh nghe rõ không anh? Ok. Ok. Ok các bạn ơi, khi mà công Minh nghe thử, khi mà đàm thoại đó thì tiếng đầu dây bên kia nó không bị vang các bạn. Nghe rất là rõ ràng, không bị vang. Rất là tuyệt vời luôn trong một chiếc tai nghe như thế này các bạn ạ. Rồi, các bạn, túm lại chiếc tai nghe VCT16 có giá 650.000 đồng. Rất là rẻ thôi, nhưng mà nó mang trong mình những cái hiện đại, nghe nhạc hay, đàm thoại ổn định, lại còn có chế độ gaming, quá ổn định luôn đúng không các bạn? Và bây giờ còn chần chừ nữa, hãy đến ngay chiếc tai mobile để trải nghiệm thực tế và mang về sử dụng nha. Rồi, và bây giờ hãy nhớ like và subscribe cho kênh của chiếc tai mobile để chờ đón những sản phẩm mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.